Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Ngày 22 tháng 2, huyện ủy Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Nghị quyết số 30 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở đảm bảo sát thực, hiệu quả. Ngày 22 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang tổ chức họp đánh giá tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Tính đến quý 1 năm 2023, trên địa bàn huyện Bắc Quang còn 8 dự án ngoài ngân sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành, tập trung vào các lĩnh vực y tế, du lịch, chế biến dược liệu, chế biến hoa quả, chăn nuôi. Nhiều dự án đang hoàn tất các thủ tục danh mục đầu tư. Tại cuộc họp, các ngành và các xã thị trấn đã thảo luận, phân tích những nguyên nhân vướng mắc về tiến độ các dự án đang được triển khai theo lĩnh vực quản lý, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo thẩm quyền đúng quy định. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang đề nghị các ngành tiếp tục nêu cao tính chủ động, có sự gắn kết giữa các đơn vị nhằm làm tốt công tác quản lý nhà nước, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết tốt các thủ tục pháp lý thu hút đầu tư, làm tốt công tác phối hợp, có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý để nhanh tiến độ các dự án, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả các dự án sau đầu tư, trong đó đánh giá cụ thể việc cam kết tiêu thụ sản phẩm liên kết với người dân. Ngày 22 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần đã có buổi làm việc với Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện về kết quả sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022. Theo đánh giá, công tác tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Xín Mần năm 2022 đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức sát hạch được 43 chỉ tiêu, còn thiếu 32 chỉ tiêu theo kế hoạch được phê duyệt. Đặc biệt, thiếu tại vị trí giáo viên tiểu học, nguyên nhân do không có nguồn đăng ký dự tuyển, điểm sát hạch chưa đạt yêu cầu. Qua làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần đánh giá cao công tác tổ chức tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng huyện, đặc biệt là việc thực hiện độc lập của các bộ phận, có giám sát chặt chẽ, đảm bảo kỳ thi xét tuyển nghiêm túc, trực quan, đúng theo luật định. Đề nghị các bộ phận chức năng Hội đồng tuyển dụng năm 2022 tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ cho đến khi công bố xong kết quả. Phòng nội vụ sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo, kịp thời thông báo kết quả, tổ chức gặp mặt trao đổi nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của thí sinh. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng trong năm 2023. Ngày 22 tháng 2, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại thôn Lũng Khỏe B, xã Thuận Hòa. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thuận Hòa thông báo tới các cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa 23, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn cởi mở, cử tri thôn Lũng Khỏe B đã có nhiều ý kiến đề xuất với tổ đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp như hỗ trợ thôn kinh phí làm kênh mương dẫn nước tới tiêu phục vụ sản xuất và hỗ trợ xi măng làm các tuyến đường bê tông thuận lợi đi lại, quan tâm giúp nhân dân quy hoạch khu nghĩa trang nhân dân văn minh, tăng cường tuyên truyền xóa bỏ hủ tục tại địa phương, nhất là hủ tục tảo hôn, xem xét kéo điện những nơi chưa có điện cho người dân, hỗ trợ thôn bộ tăng âm loa đài để phục vụ sinh hoạt. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện xã đã trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến còn lại, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tổng hợp để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Phố Lũng và Bạch Đích. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện, các công trình được triển khai và thi công theo kế hoạch.
Tính đến thời điểm hiện tại, các xã đã giải ngân cho các dự án đảm bảo tiến độ chất lượng công trình. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh đề nghị các xã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện, phối hợp với các ban ngành địa phương, cơ quan chuyên môn huyện để triển khai thực hiện các chương trình dự án đảm bảo chất lượng hiệu quả, có giải pháp lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí, tuyên truyền vận động người dân trong thực hiện các dự án đa dạng sinh kế, nhân rộng các mô hình trong phát triển kinh tế, quan tâm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Vừa qua, đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên đã làm việc với hai xã Kim Linh và Kim Thạch. Tại đây, đoàn công tác đã kiểm tra hoạt động của một số chi bộ, thôn bản, trường học, nghe Đảng ủy hai xã báo cáo công tác quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, việc triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc tăng cường thực hiện vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua làm việc, đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên đề nghị hai xã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình cải tạo vườn tạp, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, lựa chọn các cây con thế mạnh địa phương để đầu tư nhằm phát triển kinh tế bền vững, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo nguồn phát triển đảng cho địa phương. Chi bộ thôn Trung, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình có 72 đảng viên tham dự sinh hoạt thường xuyên. Trong thời gian qua, để đổi mới cách thức sinh hoạt, chi ủy, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo theo đúng các kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, lồng ghép nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cuộc sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ đều quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, bản nhiệm vụ tháng sau và phân công đảng viên thực hiện. Chi bộ là thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng, đồng thời là phổ biến là các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, nhất là về cái kiểm tra giám sát về cái đảng viên trong chi bộ, thực hiện cái tự phê bình và phê bình trong chi bộ được tốt. Hàng tháng thông qua cuộc họp, Đảng ủy xã Xuân Giang đã định hướng cho các chi bộ nội dung sinh hoạt và gửi kết luận đến các chi bộ để thực hiện. Bên cạnh đó, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy về dự sinh hoạt với các chi bộ để trực tiếp nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp giúp cấp ủy chi bộ có thêm kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng điều hành, tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ. Nhờ thực hiện nghiêm túc về đánh giá chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng lên, các chi bộ đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn của địa phương. Qua đánh giá, Đảng bộ xã có 12 chi bộ đạt loại tốt, 2 chi bộ đạt loại khá. Kết quả sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên rõ rệt và cái tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt là cũng tương đối là đồng đều, đạt từ 85% trở lên. Về cái tham gia phát biểu ý kiến thì cũng tập trung hơn và mang tính chất xây dựng. Được cái chất lượng sinh hoạt được nâng lên và chất lượng của đảng viên thì cũng được nâng lên. Có thể thấy chất lượng sinh hoạt chi bộ của xã đã được nâng lên, nội dung sinh hoạt chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương, đơn vị. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Xuân Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, duy trì hiệu quả việc phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trong năm 2022, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới được huyện Đồng Văn tăng cường, rà soát lập danh mục công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và nhu cầu sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để phân bổ kinh phí hợp lý. Đã tổ chức tuyên truyền vận động ra quân được 259 buổi với 7.168 người tham gia, nhân dân hiến trên 18.000 m2 đất, đóng góp 6.635 ngày công, nâng cấp hơn 6 km đường giao thông nông thôn, thực hiện 13 mô hình sản xuất hiệu quả. Đến nay, huyện đã có thêm 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, huyện Đồng Văn tiếp tục phấn đấu thực hiện 16 trên 17 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, 2 xã đạt trên 15 tiêu chí, 32 thôn đạt trên 10 tiêu chí, duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Lệ Cú. Ngày 22 tháng 2, Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi, Công ty E-Thuốc Việt Nam và May xuất khẩu Ninh Bình
đã đến thăm bàn giao hai tủ thuốc trị giá hơn 50 triệu đồng với 40 loại thuốc men và vật dụng y tế thông dụng cho trường tiểu học thị trấn Mèo Vạc. Ngoài ra, đoàn thiện nguyện còn trao một tủ sách với nhiều thể loại, hỗ trợ áo ấm, bánh kẹo cho học sinh nhà trường. Những phần quà thể hiện tấm lòng sẻ chia của các nhà hảo tâm giúp trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa biên giới có thêm điều kiện yên tâm bám lớp, bám trường, chăm lo tốt hơn cho sức khỏe, hình thành thói quen đọc sách, tích lũy tri thức, nâng cao kiến thức. Qua đó góp phần hỗ trợ việc học tập và tạo môi trường sinh hoạt học tập lành mạnh, bổ ích cho các em. Trong những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã tích cực xuống đồng tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương gieo cấy lúa vụ xuân năm 2023. Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, thị trấn Yên Phú tiến hành gieo cấy 106 ha lúa tập trung ở các thôn vùng thấp như Bản Nạn, Bản Sáp, Nà Nèn, Nà Phia, Bó Củng. Với cơ cấu giống chủ yếu như lúa thuần Hà Phát 3, Việt Lai 20, Thái Bình 225 và giống địa phương. Để đảm bảo kế hoạch, thị trấn Yên Phú đã chủ động tuyên truyền hướng dẫn nhân dân nạo vét kênh mương, gieo mạ, làm đất, quy trình chăm sóc, phòng chống rét, phòng trừ các loại sâu bệnh hại để cây mạ sinh trưởng và phát triển tốt. Đến thời điểm này, đã gieo cấy được trên 80% diện tích. Cùng với việc vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, chính quyền địa phương cũng tăng cường xuống cơ sở vận động nhân dân gieo trồng 293 ha cây ngô, hơn 28 ha cây lạc. Thị trấn Yên Phú cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng để đảm bảo năng suất và sản lượng đã đề ra. Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2023, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh sẽ trồng 110 ha ngô xuống ruộng. Đến thời điểm này, xã đã trồng xong 110 ha với các loại giống chủ yếu là giống ngô lai CP511, CP311. Hiện nay cây ngô đã bọc được 1 đến 2 lá. Đối với ngô chính vụ, diện tích kế hoạch giao là 650 ha, hiện nay nhân dân đang phát dọn thực bì được 250 ha. Để cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao, cấp ủy chính quyền xã Ngọc Long đã chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã trực tiếp xuống đồng ruộng để hướng dẫn nhân dân chăm sóc và bảo vệ những diện tích ngô đã trồng, đồng thời chủ động theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Khi nhắc đến chi hội trồng na nghề nghiệp Quang Trung, ai cũng biết đây là chi hội duy nhất thực hiện tốt việc xây dựng hình ảnh quả na núi đá của thành phố Hà Giang, đưa sản phẩm tốt nhất đến với tay khách hàng. Để thực hiện việc đó, phải nhắc đến vai trò của chi hội trưởng, bà Nguyễn Thị Hòa đã rất nhiệt huyết trong việc phát triển hội viên và đưa sản phẩm na ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hòa sinh năm 1963, trú tại tổ 8, phường Quang Trung, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Vĩnh Phúc trong gia đình làm nông. Bà Hòa thấu hiểu sự vất vả của người nông dân khi sản xuất nông nghiệp mà sản phẩm không bán ra được thị trường, nên khi thành phố có chủ trương phát triển cây na núi đá phường Quang Trung, bà đã đứng lên vận động tuyên truyền bà con nhân dân trong phường có cây na tham gia cùng với chi hội. Tuy nhiên, ban đầu nhiều người cũng e ngại, chưa hiểu được khi tham gia cùng chi hội họ được quyền lợi gì nên cũng chưa nhiệt tình. Năm 2016, hội mới thành lập chỉ có 20 hội viên, thì đến nay qua công tác dân vận tuyên truyền thì chi hội na nghề nghiệp phường Quang Trung đã tăng lên trên 60 hội viên. Tôi thì cũng có một số kinh nghiệm, thứ hai nữa cũng có một số anh chị em có cái nhiều kinh nghiệm rồi, thì cũng giúp nhau đến thực tế ở những vườn mà chị em mới có hoặc là mới vào hội để hướng dẫn người ta cách làm như thế nào và bón phân như thế nào để cho nó kịp thời vụ, để cho nó tốt để có cái thu nhập cao nhất. Với vai trò là chi hội trưởng, bà Hòa luôn quan tâm đến hội viên, thường xuyên chia sẻ các kỹ thuật hay để trồng na có hiệu quả, mẫu mã đẹp nhất. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, sản phẩm na núi đá Quang Trung được giá cao. Năm 2022, chi hội trồng na nghề nghiệp phường Quang Trung đã bán được giá 80-100 nghìn đồng trên 1 kg, tổng thu được 4 tỷ 200 triệu đồng. Với số tiền thu từ quả na đã giúp nhiều hộ nông dân trở thành hộ khá giàu của phường. Chị Hòa đối với hội viên của chúng tôi ấy, thì là chị Hòa là một người rất là có trách nhiệm, rất là quan tâm đến bà con, nhất là từ cái chỗ để bán quả la rồi là đưa ra thị trường thế nào để cho nó tận tiện nhất là chị Hòa rất là năng nổ. Không chỉ làm tốt vai trò của chi hội khi ở gia đình mình, bà Hòa cũng rất chịu thương chịu khó làm giàu cho chính gia đình bà. Bà có hơn 300 cây na, hơn 2.000 m2 diện tích trồng cây mía. Ngoài ra bà còn nuôi cá để vừa phục vụ gia đình và bán ra thị trường. Mỗi năm từ các khoản thu cũng mang lại về cho bà được 600 đến 700 triệu đồng. Bà đã tuyên truyền vận động mà thành viên của chi hội là thứ nhất là chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là mọi cái quy định của địa phương. Ngoài ra thì bà cũng là người luôn đi đầu trong các cái hoạt động phong trào về công tác xã hội, rồi quảng bá hỗ trợ tiêu thụ của cho hội viên nông dân
của chi hội trong cái việc tiêu thụ sản phẩm na. Trong thời gian tới, bà Hòa sẽ tiếp tục cùng với các thành viên trong chi hội tăng cường công tác quảng bá hình ảnh quả na lên các sàn thương mại điện tử để sản phẩm na bở của thành phố Hà Giang được nhiều người biết đến, tăng thêm giá trị sản phẩm, tăng thêm nguồn thu cho người dân, giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.